Vụ phát hiện thi thể của bà 95 tuổi tại vườn nhà con trai, bất ngờ với lời khai của người con trai. Liên quan đến vụ cụ bà 95 tuổi được chôn cất trong vườn nhà con trai, chiều ngày 30 tháng 9 trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Đỗ Duy Mão, 59 tuổi, trú thôn Phượng Cát, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác điều tra về việc bà BTK, 95 tuổi, mẹ ông Mão, được phát hiện chôn cất trong vườn nhà ông Mão. Theo vị này, tại cơ quan công an, ông Mão thừa nhận bản thân là người đã chôn mẹ trong vườn nhà sau khi phát hiện bà K qua đời. Người đàn ông này khai nhận cuộc sống rất đau khổ khi bố mất, vợ mất, chị vợ mất, sau đó bà K cũng qua đời khiến bản thân kiệt quệ tinh thần. Trải qua liên tiếp những đám tang, ông Mão không còn khả năng để lo mai chay cho mẹ nên đã quyết định chôn cất mẹ ngay trong vườn nhà. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, đồng thời chờ kết quả giám định tử thi của bà Ca cũng như giám định tâm thần đối với ông Mão. Qua thăm khám ban đầu, ông Mão có dấu hiệu bị trầm cảm, vị lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho hay. Cũng theo vị này, quá trình khám nghiệm tử thi của bà Ca, cơ quan điều tra xác định thi thể bà Ca không có tác động của ngoại lực, không có dấu vết bị đánh đập hay vết dao đâm chém, khả năng bà Ca mất do tuổi cao sức yếu. Điều tra ban đầu, cơ quan công an cũng không thu được căn cứ ông Mão có hành vi ngược đãi hay bạo hành mẹ ruột trong quá trình sinh sống chăm sóc bà Ca. Vụ việc chưa có dấu hiệu của một vụ giết người. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân và Công an xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh DGT, 31 tuổi, con trai ông Mão, về việc bà nội là bà Ca mất tích trong quá trình sống cùng với ông Mão. Ngày 26 tháng 9, Công an xã Hiệp Hòa mời ông Mão đến trụ sở làm việc. Tiếp đó, lực lượng công an cùng người thân tổ chức tìm kiếm quanh nhà thì phát hiện dưới gốc cây chuối có ụ đất còn mới, cao hơn bình thường. Qua đào bới, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bà Ca đang phân hủy, được chôn phía dưới. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.